lời thề hứa bên nhau chẳng khi nào rời xa. Dù là nhiều lúc sóng gió hay khi thất vọng, niềm tin luôn vững trong tim rồi ta sẽ vượt qua. Xin tình yêu Thiên Chúa ở cùng với chúng con hôm nay và mãi mãi. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai. Dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Tạ ơn Chúa đã chúc phúc mối tình ta suốt quãng đường dài. Đôi lần hờn dỗi vu vơ cũng chỉ là thứ thanh. Nguyện xin Chúa mãi thương yêu hai ta đến cùng. Lời ca kết ước vang lên giữa muôn người mọi nơi. Em hãy nên chiếc nhẫn làm bằng chứng tin yêu trong ân huệ Ngài ban. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai. Dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai. Dù cho ngày tháng bao nhiêu lo, ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho
vì chúng. Xin dâng lên cuộc tình này, sống chết không hề đổi thay. Hứa mãi mãi chẳng hề rơi, vì chúng kết ước trọn đời. Hôm nay con sương vui tiền bao nhà Chúa rộn ràng, chân vui vương trong muôn nơi ca nhịp nhàng. Hân hoan dâng câu đến muôn nơi yêu mến cảm tạ, mong ơn Chúa chưa chân tình thương mãi à. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Anh chị em rất thân mến, trong buổi chiều ngày hôm nay, trong tiết trời ấm áp và vui tươi, cộng đoàn tín hữu chúng ta tề tựu về nơi đây, ngôi thánh đường thân thương của giáo xứ Cổ Liêu chúng ta. Trong ngày mà anh Giuse Đinh Văn Nhờ và chị Maria Đinh Thị Ánh sau thời gian tìm hiểu nhau và học hiểu về giáo lý hôn nhân và gia đình, ngày hôm nay vượt qua tất cả những sóng gió, những trở ngại, họ tự do đến đây để khế ước với nhau trong bí tích hôn nhân. Chính vì thế mà tất cả chúng ta trong nghĩa bạn bè và đượm tình huynh đệ của những người thân, của bạn bè, của anh chị em, chúng ta hãy nghe lời của Chúa nói với họ điều gì trong thánh lễ hôm nay, để chúng ta cùng cầu nguyện cho họ trong ngày họ kế ước hôn nhân với nhau. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thiên, bình an dưới thiên cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương, xin thương, xin thương xót chúng con. Nhân lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hiếu Đức Chúa Cha, xin thương, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Đinh Văn Nhờ và chị Maria Đinh Thị Anh, khi được kế thừa với nhau nhờ bí tích hôn phối, được lớn lên trong đức tin mà tuyên xưng và làm cho hội thánh được thêm nhiều con cái trung thành, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Bài trích sách châm ngôn: tìm đâu ra một người vợ đảm đang, làng quý giá vượt xa châu ngọc, chồng làng hết dạ tin tưởng làng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc, suốt đời làng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Làng tìm kiếm len và vải gai rồi vui vẻ ra tay làm việc. Làng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Làng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng là dạ trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho làng hưởng những thành quả tay làng làm ra, ước chi lơi cộng thành làng luôn được tán tụng ca tụng do những việc làng làm. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn lại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại. Bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau, chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa, chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đứng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can chi đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh hãy đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh hãy múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thiết rượu ngon trước và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn, còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại cửa tiệc cưới Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, và đặc biệt đôi tân hôn rất thân mến, hai bạn Nhờ và Ánh có bao giờ tự hỏi, hoặc trước khi xây dựng gia đình có đặt câu hỏi
xây dựng gia đình để làm gì không? Xây dựng gia đình để làm gì? Đấy. Có khi, có lẽ ở trong ngôi thánh đường này, nhiều đôi tân hôn hay nhiều gia đình bây giờ đã chung sống với nhau nhiều năm. Có lẽ chúng ta cũng chưa hỏi câu hỏi như vậy. Xây dựng gia đình để làm gì? Người ta nói, chồng thì xây nhà, còn vợ thì, đàn bà thì xây tổ ấm. Đấy. Việc xây dựng gia đình rất quan trọng, việc xây nhà cũng quan trọng. Khi chúng ta xây bất cứ một ngôi nhà nào, chúng ta cũng chuẩn bị xây nhà rất là lâu. Có gia đình chuẩn bị đến 10 năm, có gia đình khá hơn thì 5 năm, có gia đình 2 năm, có gia đình 1 năm. Thì chúng ta phải cật lực làm việc để tìm kiếm tiền của để xây dựng ngôi nhà đó. Khi có tiền rồi thì bắt đầu chúng ta tính đến việc mượn thợ, mua gạch ngói, mua xi măng, mua sắt thép, mua cát, vân 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 vân. Thì chúng ta mới xây dựng được một ngôi nhà. Và khi chúng ta xây dựng một ngôi nhà thì chúng ta phải làm móng thật chắc chắn. Người Việt chúng ta thì khi xây nhà chúng ta làm móng chắc lắm. Đặc biệt cổ Liêu bây giờ mình xây nhà, toàn nhà cao tầng, xây móng rất là chắc, đúng không? Muốn lên cao thì phải có nền móng vững chắc. Thế thì đời sống gia đình cũng vậy. Muốn có một gia đình được lên cao, được hạnh phúc thì cũng phải có một nền móng. Vậy các bạn đặt nền móng ở đâu? Đấy, khi các bạn xây dựng gia đình, khi các bạn đến đây khế ước với nhau, các bạn đặt nền móng ở đâu cho gia đình nhà mình? Đấy, cho tổ ấm mới của gia đình mình. Dĩ nhiên các bạn cũng phải chuẩn bị rồi, đúng không? Chuẩn bị học mấy tháng giáo lý hôn nhân, rồi cũng có thể vào mạng để tìm hiểu. Khi xây dựng gia đình, khi sống chung với nhau thì chúng ta phải sống như thế nào? Thì đó là chúng ta đặt nền móng. Thì chúng ta phải đặt nền móng ở nơi Đức Giêsu Kitô, đặt nền móng ở nơi giáo luật, đặt nền móng ở luật hôn nhân và gia đình, vân 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 vân. Đấy, chúng ta phải đặt nền móng như vậy thì gia đình chúng ta mới được hạnh phúc, mới bình an được. Đấy, chứ còn chúng ta đặt nền móng ở có thể ở vật chất hay ở những thứ nào đó thì chưa chắc gia đình chúng ta sẽ bền vững. Cho nên khi mà Hội đồng Giáo mục Việt Nam gần đây có chỉ dẫn khi việc cử hành hôn nhân gia đình thì đôi bạn không được làm gì, không được đọc sách, đúng không? Vì chính hai bạn là người cử hành hôn nhân, chứ không phải là cha Tuấn hay cha Đệ hay một linh mục nào khác, mà chính là hai bạn là người cử hành hôn nhân. Cho nên hai bạn phải ngồi để lắng nghe lời Chúa. Như đầu lễ cha chủ tế có nói, cùng với hai bạn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa để xem hôm nay là ngày quan trọng. Hai bạn kết ước với nhau, hai bạn thề sống với nhau trọn đời, xem Chúa nói gì với hai bạn. Đấy, đấy là chúng ta đặt nền móng cho gia đình của chúng ta. Đấy, xem Chúa nói gì với hai bạn. Đấy, cho nên là chúng ta phải lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa. Thì trong bài đọc thứ nhất nói với cộng đoàn chúng ta cũng như là đôi tân hôn hôm nay, nói thứ nhất đó là về người bạn. Người bạn tức là nàng, nói về nàng, nói về chàng. Đấy, nàng thì như thế nào và chàng thì như thế nào? Đấy, khi sống và khi học giáo lý hôn nhân thì các bạn biết hết rồi. Để đặt nền tảng trên lời Chúa thì trước tiên chúng ta phải biết, ví dụ như là Chúa nói là không được phép ly dị trong bất cứ một trường hợp nào,
đó là nền tảng thứ nhất. Yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời, đó là nền tảng thứ hai. Đấy. Rồi đặc biệt hôm nay lời Chúa nói với hai bạn, nàng thì làm sao, nàng thì nết na. Đấy, nết na rồi tìm đâu ra được người vợ đảm đang, nàng quý vượt xa châu báu. Đấy. Cho nên là phải để ý lời Chúa hôm nay nói chúng ta, đặc biệt nói với những người phụ nữ và nói với cô dâu, phải trở thành một người vợ đảm đang. Đấy, một người vợ đảm đang, người vợ đảm đang quý hơn là ngọc ngà châu báu, đúng không? Quý hơn ngọc ngà châu báu một người vợ đảm đang. Thế đảm đang như thế nào? Thì trong gia đình một người vợ đảm đang thì lo quán xuyến mọi việc trong gia đình, xem chồng cần gì, con cần gì, gia đình chúng ta cần gì. Thế nên cái câu đầu mà tôi vừa nói với hai bạn đó là chồng thì xây nhà, vợ thì đàn bà thì xây tổ ấm. Người đàn bà trong gia đình quan trọng lắm, để cho gia đình hạnh phúc, cái người phụ nữ rất rất là quan trọng. Để cho gia đình ấm êm, người phụ nữ rất quan trọng. Cho nên người ta nói phúc đức tại mẫu ở chỗ đó. Phúc đức tại mẫu. Một gia đình có ấm êm hạnh phúc hay không, có sạch sẽ hay không, có cơm ngon canh ngọt hay không, gia đình hay nhà cửa có sạch sẽ gọn gàng hay không, phụ thuộc của người phụ nữ hoàn toàn. Đấy. Khi mà cơm ngon canh ngọt thì cả nhà khỏe, cả nhà vui, đúng không? Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Nhưng mà điều đó phụ thuộc vào người phụ nữ rất là nhiều. Đấy. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, đấy, chàng sẽ chẳng thiếu thốn chi lợi lộc, quý hơn cả vàng bạc châu báu rồi mà. Cho nên là chồng của nàng mà cưới được người vợ đảm đang thì còn thiếu cái gì nữa, chẳng có thiếu cái gì cả. Đây, đây món quà vô giá này Chúa tặng cho. Thì khi chúng ta học giáo lý hôn nhân, hay chúng ta lắng nghe lời Chúa, hay khi chúng ta lắng nghe, các hai bạn lắng nghe nhau, chồng là người món quà vô giá của vợ, và vợ là món quà vô giá của chồng. Vô giá cơ mà, tức là quý hơn ngọc ngà châu báu, nhưng mà phải đảm đang. Đấy, phải đảm đang, phải công dung ngôn hạnh, phải tháo vát. Đấy, người vợ phải biết quán xuyến trong gia đình. Suốt đời nàng đem lại hạnh phúc, đấy, chứ không gây họa cho chồng. Đấy, suốt đời các chị nha, các chị em ấy, suốt đời mang lại hạnh phúc cho chồng, đừng gây họa. Đây là đang nói về phần là các chị, tí nữa là các ông, các anh. Thế trong chúng ta hãy noi gương những thánh nữ ở trong Kinh Thánh cũng như ở trong giáo hội, có rất là nhiều người phụ nữ đảm đang. Đấy, phụ nữ rất là đảm đang. Đấy, nàng tìm kiếm len và vải dệt rồi vui vẻ ra tay làm việc. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm chắc sợi chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp đỡ người nghèo và đưa tay cứu kẻ cùng khốn. Duyên dáng hay là sắc đẹp là phù vân. Duyên dáng sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Người phụ nữ kính sợ Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Kính chưa quý cụ ông bà và anh chị em, đáng cho người đời ca tụng. Thì chúng ta thấy khi mà nói đến người phụ nữ mà đáng cho người đời ca tụng, chúng ta nghĩ đến ai? À, có người nói Đức Mẹ. Đức Mẹ Maria muôn đời sẽ khen tôi, diễm phúc. Đức Mẹ rất đảm đang. Và chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Mẹ đảm đang không? Thấy cái tiệc cưới ở Cana họ hết rượu, chẳng có ai nhìn ra cả. Cái Đức Mẹ rất là đảm đang. Đức Mẹ tin tưởng cái người phụ nữ đảm đang là người biết quán xuyến gia đình. Đấy, việc gì cũng biết. Đấy, việc gì cũng biết. Thế thì Đức Mẹ thấy gia chủ này hết rượu, không ai nhận ra, điều Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Họ hết rượu rồi.
Đấy. Thì đảm đang như vậy thì mới nhìn ra được những cái gì chồng cần, chồng muốn, con cần, con muốn. Gia đình mình cần những gì để có hạnh phúc. Hết rượu thì trở thành một đám gì? Đám cưới nguội, nguội lạnh, đám cưới mất vui. Đấy. Thế thì trong gia đình cũng vậy, người nữ mà thấy gia đình đang nguội lạnh dần thì người phụ nữ biết sưởi ấm cho gia đình mình, làm cho cái tổ lạnh của mình nó ấm lên. Nó ấm lên, nó hạnh phúc lên, nó vui vẻ lên. Và gia đình nào vui vẻ thì gia đình đó có một người phụ nữ đảm đang. Hay nói cách khác, gia đình nào có hạnh phúc, có bình an, có niềm vui, có mọi sự thì đó là gia đình đó 100% sẽ có một người phụ nữ đảm đang. Thế trong số chúng ta ngồi đây, có gia đình nào có người phụ nữ đảm đang không? Có không? Có rất nhiều, có rất nhiều. Tôi thấy ngay ở trong gia đình thôi cũng có rất nhiều người phụ nữ rất là đảm đang. Tham gia các hội đoàn, có những người phụ nữ tham gia các hội đoàn mà hội đoàn nào cũng rất là đảm đang, rất là tích cực. Đấy. Các cha gặp thì rất là quý mến. Đấy, trong gia đình nhà chồng hay trong gia đình nhà vợ thì có những người phụ nữ rất là quán xuyến, việc gì cũng giúp đỡ, cũng tham gia. Đấy. Hay trong gia đình không bao giờ tôi thấy rất là hạnh phúc, rất là bình an, có nhiều niềm vui. Có những thời gian chồng đi vắng nhưng mà vợ ở nhà cũng chẳng có cái gì xảy ra, luôn luôn là đã hứa là chung thủy với nhau, luôn luôn chung thủy với nhau. Rồi tham gia các hội đoàn, rồi cũng những đảm đang trong gia đình, đảm đang trong dòng họ, đảm đang ngay cả ở giáo xứ. Giáo xứ không có người cắm hoa thì sẽ có người cắm hoa. Đấy. Rất là đảm đang. Thiếu gì chúng ta ở trong giáo xứ chúng ta cũng rất là nhiều. Đó là những nơi mà chúng ta cần phải học hỏi. Đặc biệt chúng ta học nơi Đức Trinh Nữ Maria, một người phụ nữ đảm đang tuyệt vời, để đem đến hạnh phúc cho người khác. Và để cho hạnh phúc gia đình đấy, có được hạnh phúc nữa, chúng ta phải đặt nền tảng trên Kinh Thánh nữa. Lời Chúa khuyên chúng ta rồi, đặt nền tảng trên Kinh Thánh. Thánh Phaolô nói với chúng ta hôm nay, đặc biệt nói với hai bạn hôm nay là điều gì? Nói điều gì? Đây này. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Bây giờ chưa phải chịu đựng đâu. Sau này về bắt đầu gia đình 1 năm, 2 năm, 3 năm. Bắt đầu là nếu mà không đổ thêm rượu vào, không biết xây dựng hạnh phúc gia đình thì gia đình nó sẽ dần dần nó sẽ nguội lạnh đi. Thì Thánh Phaolô vào lúc đấy là lấy tình bác ái mà đối xử với nhau. Hiền hậu, nhân từ, khiêm tốn. Phúc cho những ai có lòng khiêm tốn, phúc cho những ai kính sợ Chúa. Đấy, người phụ nữ kính sợ Chúa thì luôn luôn biết phục tùng Chúa, tức là chồng của mình. Chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Đấy. Phục tùng nhau, yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, sống tử tế với nhau, đối xử khiêm tốn với nhau, đối xử khiêm nhu với nhau, đối xử từ bi nhân hậu với nhau. Đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, chứ không phải là kẻ thù của tôi, hay không phải là những người xa lạ của tôi. Đây là vợ chồng, là thân thể của tôi. Cho nên là phải biết đối xử khiêm tốn, khiêm nhường, từ bi nhân hậu với nhau. Chúng ta có bao giờ chúng ta đánh chúng ta không? Không bao giờ, đúng không? Không bao giờ chúng ta đánh chúng ta cả. Dù chúng ta có tức giận bản thân chúng ta mấy, không bao giờ chúng ta đánh chúng ta. Thế thì Chúa cũng dạy chúng ta phải yêu thương như chính mình. Thì vợ cũng là mình ơi, chúng ta hay gọi mình ơi, đúng không? Thì vợ chồng phải yêu thương nhau, yêu thương như chính mình chẳng bao giờ đánh mình, chẳng bao giờ làm hại mình. Thì vợ chồng với nhau cũng vậy, phải đối xử khiêm nhu, khiêm hậu, đối xử lấy tình bác ái mà đối xử với nhau. Rồi anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại. Hôm nay hai bạn đến đây để kết ước với nhau, để thề chung sống với nhau, có sự chứng kiến của Thiên Chúa, mà linh mục chỉ là đại diện thôi. Chứng kiến của Thiên Chúa, linh mục là đại diện thôi.
để đại diện để dâng những lời mà các bạn thề ước với nhau, hay các bạn trao cho nhau những câu tình yêu đó, là linh mục đại diện để dâng lên Thiên Chúa. Còn chính Thiên Chúa là người chứng kiến. Cho nên khi các bạn hứa với nhau, chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Đấy, yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Có những đôi bạn trẻ khi mà như đầu bài giảng tôi có nói, khi mà xây dựng gia đình chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ, giống như là việc xây nhà. Xây nhà chúng ta cũng phải chuẩn bị thật lâu, thì gia đình cũng vậy, xây dựng gia đình cũng phải chuẩn bị thật kỹ. Khi mà chúng ta có thời gian chuẩn bị thật kỹ rồi, khi mà về với nhau rồi thì đừng có nói là nhầm nữa. Đừng có nói là nhầm nữa, mà lúc đấy là phải chung thủy với nhau. Dù lúc đấy về mới phát hiện ra tính thế này, tính thế kia, hay là anh ấy có cái bệnh này, chị ấy có cái tật kia, lúc đấy là phải bỏ qua hết, chấp nhận hết. Đấy. Vì bởi vì tín hai bạn hứa với nhau, chung thủy với nhau, cái thịnh vượng mà nghèo cũng ở với nhau, giàu cũng ở với nhau, ốm đau cũng ở với nhau, bệnh tật cũng ở với nhau. Hai ta sẽ dắt nhau đến trọn cuộc đời. Đấy, đến trọn cuộc đời. Hai bạn phải đi đến hết trọn cuộc đời. Mà bây giờ thì tôi thấy là có nhiều, hôm qua có một bạn sinh viên tâm sự với tôi, thưa cha, con cũng đang học giáo lý hôn nhân, con cũng chuẩn bị cưới, nhưng mà chết cái ở gia đình con thì chú con thì lại đang hát kinh Kyrie. Kyrie có ai biết không? Là đang chưa xây dựng gia đình, đang ế. Bây giờ đàn ông cũng ế chứ không phải là đùa đấy. Cho nên là các bạn phải tôn trọng với nhau. Chúa chúc phúc cho các bạn. Các bạn đến đây các bạn xây dựng gia đình với nhau, đó là điều tuyệt vời. Còn có những người chưa tìm được bạn, đấy, chưa tìm được bạn, thì Chúa chúc phúc cho các bạn. Các bạn phải luôn luôn biết tôn trọng đấy, tôn trọng nhau, yêu thương nhau, và đã hứa chung thủy với nhau, đã trao nhẫn cho nhau, thì phải luôn luôn chung thủy với nhau để yêu thương nhau trọn đời. Đấy là nền tảng để xây dựng gia đình. Đấy, hứa với nhau, yêu thương nhau, lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa hàng ngày, thì đó là điều tuyệt vời để cho các bạn xây dựng gia đình. Chứ còn nhiều lắm, để xây dựng gia đình hạnh phúc thì chúng ta còn phải luật hôn nhân và gia đình. Khi đăng ký, hai con đã đọc luật hôn nhân gia đình chưa? Đọc chưa? Có câu nào thấy hay hay không? Tôi tin chắc chưa đọc đâu. Ở đây có ai biết luật hôn nhân gia đình không? Loài luật của Công giáo chúng ta thì không nói gì, là yêu thương nhau, là tôn trọng nhau, là chung thủy với nhau suốt đời, vân 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 vân. Đấy, luật hôn nhân gia đình hai bạn có đọc không? Đấy. Nếu mà chúng ta không đọc luật hôn nhân thì làm sao mà chúng ta có thể có nền tảng để sống được? Ví dụ bây giờ chúng ta không biết luật giao thông, chúng ta đi ra đường và chúng ta cứ đi lung tung, thế nào cũng bị tai nạn, đúng không? Các nguyên nhân bị tai nạn đâu là say rượu này, đâu là phóng nhanh này, đâu là vượt ẩu này, đâu là bệnh sĩ chứ chưa bệnh xảy ra này, ra là cứ bít ga đấy, ten ten bít đấy được. Không hiểu luật hôn nhân, không hiểu luật giao thông, cho nên ra đường là tai nạn. Thế thì hôn nhân cũng vậy, nếu chúng ta không hiểu luật Chúa mong muốn chúng ta cũng gì, chúng ta không hiểu luật gia đình mong muốn nơi chúng ta cái gì, thế nào không cẩn thận chúng ta cũng bị tai nạn. Mà tai nạn trong gia đình thì làm sao? Va chạm đó. Vợ chồng va chạm với nhau thì xảy ra tai nạn, xảy ra xô xát, thế nào cũng có người thương ở cánh tay, thế nào cũng có người thương ở cánh chân. Mà nặng hơn thì làm sao? Nặng hơn thì không biết là điều gì xảy ra, son đổi bát đĩa, chảo son biết là bay lung tung như vậy chẳng hạn đấy. Hay là biêu đầu biêu trán. Hay là có thể dẫn đến ly dị, tai nạn trong hôn nhân vậy. Thì chúng ta phải hiểu luật hôn nhân. Thế thì luật hôn nhân có rất là nhiều, một vợ một chồng, hay là phải tôn trọng nhau, họ cũng bảo tôn trọng nhau, phải có trách nhiệm với nhau, phải giúp đỡ nhau, phải nâng đỡ nhau, phải an ủi nhau, phải có con thì phải không được phân biệt đối xử đứa này với đứa kia, yêu đứa này hơn đứa kia rồi gây ra làm sao, gây ra oán ghét cho con cái, vân 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 vân, gây ra hận thù cho con cái.
luật hôn nhân gia đình họ cũng khuyên chúng ta như vậy. Hay là chúng ta thấy ở trong ca dao cũng nói chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sơ sôi nhỏ nửa chớ có rơi hạt nào, đúng không? Đấy là luật hôn nhân gia đình ấy. Đấy là cái nền tảng để cho hai bạn sống hạnh phúc. Đấy. Đặt nền tảng như vậy. Hay là đêm mà lấy nhau về mà đêm mà có gáy thì làm sao? Lúc đấy thì làm sao? Đấy. Chấp nhận nhau thôi. Có cái câu gì mà nó nói về gáy gáy rất là hay ấy. Không biết tôi cũng nhớ, ai cũng nhớ ấy. Đêm thì làm gáy o o, chồng yêu chồng bảo, dâu rồng trời cho. Đấy, yêu nhau chấp nhận như vậy, phải chấp nhận. Đã yêu nhau phải chấp nhận tất cả. Đấy, như là Đức Giê-xu yêu thương ta. Thế thì của người chồng chấp nhận người vợ là phải. Thánh Phao-lô khuyên người chồng hãy yêu người vợ như Đức Giê-xu yêu thương hội thánh. Đức Giê-xu đã chịu chết trên thập giá, Đức Giê-xu đã chịu đổ máu vì hội thánh. Nhưng người chồng cũng vậy, phải yêu thương vợ như chính thân mình, phải tôn trọng vợ, phải sẵn sàng hy sinh, phải trở thành một bờ vai vững chắc cho người vợ, cho gia đình. Sẵn sàng hy sinh vì vợ, sẵn sàng đổ máu vì vợ, sẵn sàng làm tất cả vì vợ, sẵn sàng tha thứ giống như Chúa Giê-xu. Có thế thôi, rất đơn giản. Khi các bạn học giáo lý hôn nhân, các bạn cũng được nghe điều đó. Yêu thương vợ như Đức Giê-xu yêu thương hội thánh. Chúng ta cứ thấy Đức Giê-xu yêu thương hội thánh như thế nào, tức là chính chúng ta đấy. Chúng ta đi xưng tội, Chúa cũng tha tội cho chúng ta. Chúng ta phạm tội này lỗi kia, Chúa cũng tha thứ cho chúng ta. Chúa chịu chết cho chúng ta. Thế người vợ, người chồng cũng vậy, phải luôn luôn biết sống bao dung với người vợ, tha thứ cho người vợ dù người vợ có lỗi này lỗi kia. Chúng ta biết là tâm lý của đàn ông và tâm lý đàn bà rất khác nhau. Tâm lý của người phụ nữ thì nó nắt nhắt, lai vạt hơn. Người chồng thì phải luôn luôn biết thông cảm, hãy tha thứ cho vợ. Người đàn ông thì trái tim có một ngăn, người phụ nữ thì trái tim nhẫn. Người phụ nữ trái tim có một ngăn, người đàn ông trái tim nhẫn bốn ngăn. Đấy. Ngăn thì đàn bà thì chỉ có một ngăn duy nhất, tức là dành hết tình yêu cho gia đình. Cho nên là mọi sự đều phải quy hướng về gia đình. Còn đàn ông có bốn ngăn thì đâu là ngăn thì bia này, đâu là ngăn đá bóng này, bạn bè rượu chè một chút này, đâu là ngăn sự nghiệp này, đâu là một ngăn nữa là dành cho gia đình. Anh ấy cũng luôn hướng đến gia đình, nhưng mà người đàn ông nó phải như vậy. Cho nên là khi chúng ta hiểu nhau, chúng ta thông cảm với nhau thì chúng ta mới sống hạnh phúc được với nhau. Còn khi chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta dễ rơi vào tai nạn trong cuộc sống. Đấy, dễ rơi vào tai nạn trong cuộc sống. Khi chúng ta hiểu luật hôn nhân gia đình, hiểu luật Chúa muốn mong muốn gì nơi gia đình chúng ta, hay chúng ta chịu khó lắng nghe lời Chúa, thì gia đình chúng ta sẽ có nền tảng. Mà một nền tảng vững chắc, khi cái móng nhà vững chắc, gia đình không bao giờ, ngôi nhà không bao giờ bị sụp đổ. Thì gia đình có nền tảng vững chắc, đó là Chúa Giê-xu, đó là Đức Maria, đó là những bài học trong Kinh Thánh, những lời khuyên trong Kinh Thánh, những lời khuyên các bạn đã học. Đấy thì chúng ta, các bạn sẽ không bao giờ bị vấp ngã, cũng như gia đình luôn luôn vững chắc, mong muốn cho đôi bạn trẻ luôn luôn hạnh phúc. Và để có hạnh phúc thì đôi bạn trẻ hãy nhớ phúc thay những ai đặt tin tưởng nơi Chúa, phúc cho những người nào tìm kiếm nơi Chúa, đặt nền tảng cuộc đời mình nơi Chúa. Bạn ấy sẽ có con, có cháu, sẽ được nối dõi tông đường, rồi sẽ có nhiều phúc, nhiều may, có nhiều người sẽ chúc phúc cho hai bạn. Amen. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được củng cố bằng một dấu ấn Linh Thánh.
trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô dang rộng vòng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác nhau của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, Cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Đinh Văn Nhờ và chị Maria Đinh Thị Ánh, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa Cha, con có. Thưa Cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa Cha, con có. Thưa Cha, con có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa Cha, con có. Thưa Cha, con có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, các con hãy nắm lấy tay nhau để nói nên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Đinh Văn Nhờ, xin nhận em Maria Đinh Kỳ Ánh làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Đinh Thị Ánh, xin nhận anh Giuse Đinh Văn Nhờ làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà các con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Đinh Thị Ánh xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Đinh Văn Nhờ, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe rất là rõ anh Nhờ và chị Ánh vừa kết ước với nhau. Họ đã trao cho nhau cái sự ưng thuận. Họ đã nhận nhau làm vợ, làm chồng. Anh Nhờ nhận chị Ánh làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy trọn đời trọn kiếp. Và chị Ánh cũng nhận anh Nhờ làm chồng của mình và hứa giữ lòng chung thủy, cũng cùng một cái lời như vậy. Và biểu hiện của tình yêu ấy, họ đã trao cho nhau những chiếc nhẫn cưới là dấu chỉ của tình yêu. Tôi đại diện cho giáo hội đứng ra để nhận cái lời chứng này và tuyên bố anh Nhờ và chị Ánh là vợ chồng của nhau. Chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho anh chị. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây, là anh Giuse Đinh Văn Nhờ và chị Maria Đinh Thị Ánh. Chúng ta hãy ký thác các anh chị em này cho Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô,
Chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn, để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con kêu cầu. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy tình, lòng tin, chuyên cần, cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiếu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lệ luật thánh thiện của hôn nhân. Và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa ở chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng cao con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu. Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên ca tầng trời, hoan hô Chúa trên ca tầng trời. Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, chúng con vâng tri ân Chúa chịu chết và tiến dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu đồ để tạ ơn Chúa
vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Đinh Văn Nhờ và chị Maria Đinh Thị Ánh mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình thương yêu nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa ân năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tha thiết cầu phúc lành của Chúa xuống trên đôi tân hôn này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh, Đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam, người nữ giống hình ảnh Cha, và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Đinh Thị Ánh và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Đinh Văn Nhờ. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái tiệm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện,
và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đầy thiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Một bông hoa trắng trong vườn yêu Adam nhẹ nâng. Một bông hoa thơm Eva ngã dâng cho người yêu. Chúa đã kết liền, con nguyện ước không khi phân lìa. Tình yêu một đời sẽ thắm nồng và mãi chung trình. Đây bông hồng tình yêu, Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu, Chúa chung lành tình mãi kiên trung. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến muôn đời nàn thiết tha. Dù cho thắng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Làm sao vui mãi như ngày hôm nay trong tiếng mừng. Làm sao tươi mãi như ngày cưới hoa thơm giữa nông. Lúc nắng khi mưa, ân tình cũng trôi theo dòng đời. Chỉ biết trông cậy Chúa chính nguồn tình ái vương bền. Đây bông hồng tình yêu, Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu, Chúa chung lành tình mãi kiên trung. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến muôn người ngàn thiết tha. Dù cho thắng phải nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Dù khi gian khó, đôi lòng sẽ không hề đổi thay. Dù khi lo lắng, khi hạnh phúc vui bên đàn con. Thánh lễ hôm nay, câu thề hứa vẫn luôn sống động. Đường yêu một đời, cũng sẵn lòng chịu những hy sinh. Để bông hồng tình yêu, Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu, Chúa chung lành tình mãi kiên trung. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu người ngàn thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nở. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của bí tích đã lãnh nhận được gia tăng nơi các tôi tớ Chúa đây, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng hiến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa Kitô, đấng đã đoái thương hiền diện tại tiệc cưới Cana, rộng ban cho các con và thân quyến phúc lành của Người. Amen. Xin chính Người là đấng đã yêu thương hội thánh đến cùng, không ngừng tuôn đổ vào lòng các con tình yêu của Người. Amen. Xin Chúa ban cho các con
khi minh chứng niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, biết vui mừng trong đời niềm hy vọng hồng phung. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Con xin kính mời quý cha, quý sơ, quý cố và cộng đoàn an tọa. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, hôm nay giáo xứ Cổ Liêu chúng con cách riêng với gia đình đôi tân hôn, hôm nay được vui mừng chào đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cố và cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ này để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho đôi tân hôn. Giờ đây con xin giới thiệu anh chị tân hôn sẽ có những tâm tình gửi đến quý cha và cộng đoàn. Con xin trân trọng kính mời. Biết lấy chi để đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành người đã thương ban. Trọng kính quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ban hội đồng mục vụ giáo xứ, quý ông bà, cha mẹ hai bên cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ, ngày ghi dấu ấn quan trọng cuộc đời chúng con, ngày mà tình yêu của chúng con được Thiên Chúa chúc phúc, được liên kết với Ngài qua bàn tiệc thánh thể, để giờ đây chúng con bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Trong giây phút dạt dào hạnh phúc và biết ơn, xin cho phép chúng con được bày tỏ tấm lòng tri ân cảm tạ. Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã tạo dựng lên chúng con và hôm nay lại liên kết chúng con qua bí tích hôn phối để chúng con trở lên một xương một thịt. Kế đến, chúng con xin hết lòng tri ân cha xứ Phaolô. Suốt thời gian qua, dù công việc mục vụ bận rộn, nhưng cha đã hướng dẫn tạo mọi điều kiện để chúng con học hỏi giáo lý hôn nhân một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng con cũng xin hết lòng cảm ơn hai cha Giuse. Dù công việc bận rộn, nhưng hai cha đã hiện diện chủ sự thánh lễ và chia sẻ lời Chúa cho chúng con. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban ơn ơn lành trên quý cha và xin quý cha thương tiếp tục cầu nguyện để chúng con biết chu toàn bổn phận làm vợ và làm chồng theo thánh ý Chúa. Lời cảm ơn chân thành chúng con xin gửi đến quý sơ vì tình thương mến đã dạy dỗ, hướng dẫn, chuẩn bị hành trang thiêng liêng để chúng con bước vào đời sống gia đình cách tròn đầy. Nguyện xin Thiên Chúa ban trên quý sơ thật nhiều sức khỏe, sự bình an và niềm vui trong đời thánh hiến. Chúng con cũng xin cảm ơn quý ban hội đồng mục vụ của giáo xứ, ca đoàn và tất cả mọi người trong giáo xứ đã yêu thương, cùng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con ngày vui hôm nay. Kính thưa bố mẹ hai bên, có ai từng nói nước biển bao la không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Chúng con không biết phải lấy gì đền đáp công ơn của cha mẹ. Từ khi chúng con còn là những đứa trẻ, hàng đêm cha mẹ đã vất vả lo lắng cho chúng con được cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Có lẽ niềm vui được đong đầy hơn khi hôm nay bố mẹ nhìn thấy chúng con khôn lớn và bước vào đời sống hôn nhân. Dù chúng con đã lập gia đình, nhưng với bố mẹ, chúng con vẫn thật nhỏ bé. Cho dù lúc này chúng con có nói muôn vàn lời cảm ơn, cũng không đủ đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục và biết bao hy sinh, âm thầm lo lắng cùng những giọt mồ hôi vất vả của bố mẹ. Chúng con cũng xin lỗi bố mẹ thật nhiều vì những thiếu sót trong bổn phận làm con. Xin bố mẹ. Xin bố mẹ thương tha lỗi và tiếp tục đồng hành, hướng dẫn.
cũng như là chỗ dựa tinh thần cho chúng con suốt cuộc đời. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và ban muôn ơn lành cho bố mẹ. Một lần nữa, chúng con hết lòng cảm ơn bố mẹ, hai gia đình lỗi ngoại, quý cha, quý sơ, quý thấy, ban hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn, chúng con cúi đầu cảm ơn. Chưa thấy đám cưới nào mà nó lại tình cảm như vậy. Đây là có lẽ đám cưới thứ hai mà cha được nghe bài cảm ơn. Đám cưới đầu tiên là của anh Chính với cả chị Huyền. Đám cưới này là đám cưới thứ hai mà được nghe cái lời cảm ơn rất là xúc động. Chắc chắn đây cũng là cái giây phút quan trọng trong cuộc đời của anh Nhờ và chị Ánh. Cũng đã nói lên tất cả những tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa cũng như là cả cộng đoàn, đặc biệt là tri ân tới ông bà cha mẹ. Đó chính là nghĩa cử rất là tốt đẹp của những người con, người cháu, đặc biệt là chúng ta đã về đây hiện diện, tất cả ông bà và anh chị em và cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nội ngoại, trong và ngoài giáo xứ đến đây để cầu nguyện và đã chúc phúc cho tình yêu phụ phụ của các con. Và còn đặc biệt hơn đó là sự hiện diện của cha chính xứ Hà Hồi cũng như là hai cha Bản Hương. Tất cả chúng ta đều quy và mong muốn cho tất cả, cho anh chị luôn luôn được hạnh phúc, bền lòng, thực sự yêu thương nhau và đón nhận con cái như đã khế ước trong giao ước hôn nhân. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng lần nữa cho anh chị. Anh chị cũng đã nói lên tất cả những lời cảm ơn. Con thì cũng là thành viên trong gia đình. Xin mượn lời để thay mặt cho gia đình. Xin hết lòng cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn, ban ca đoàn, tất cả ông bà và anh chị em nội ngoại, cũng như là bạn bè xa gần đã về đây hiệp dâng thánh lễ. Và đặc biệt cảm ơn ca đoàn cách đặc biệt hơn nữa, hát rất tốt và đã chuẩn bị cho thánh lễ ngày hôm nay. Chúng ta nổ một tràng pháo tay nữa để cảm ơn. Hy vọng giáo xứ chúng ta còn có nhiều những lễ cưới hơn nữa. Và đó cũng chính là nét đẹp của giáo xứ chúng ta. Chuẩn bị cho đời sống hôn nhân và gia đình luôn luôn là điều rất quan trọng. Và đặc biệt là mục vụ đối với các cha xứ cũng như là các linh mục nói chung và cả cộng đoàn. Giờ đây chúng ta đứng dậy để kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến
gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Để tình yêu được tràn đầy.